trên được. Cái đầu đang quay này, bác giật được con cá, cá gì rất to. Trong khi không khí của Việt Nam đang rất là vui nhộn, đang vẫn rất là vui nhộn bởi SEA Games 31 đúng không? Còn ở đây thì một góc phố, các cụ già vẫn thong thong đi câu, kiếm cơm hàng ngày, vừa kiếm niềm vui, vừa kiếm mồi. Đây là Hồ Văn Quán. Bên này là Hồ Than Thở bác. À, còn bên kia? À, đây à. Thế hai cái đường này là sau này họ đắp thêm rồi bác. À, tức là vẫn có cái lạch cỏ rồi đúng không? Hồ Than Thở. Bác ở đây chắc lâu rồi bác nhỉ? Ba bốn chục năm được à? Chỗ này là quán cà phê rất là mát, các thanh niên vẫn đang ngồi uống trà đá. Còn bên này là cái hồ, hồ này bây giờ gọi chung là hồ Thân, hồ Văn Quán. Nhưng mà bên này trước cái tên gốc được gọi là Hồ Than Thở. Rất phong cách, đội mũ lá này, đi giày thể thao này, tay cầm cần câu. Và bác kia là một người trong quân nhân chắc mới nghỉ hưu. Câu dế men là câu cá gì? Cá rô à? Rô chê. Ô, trúng mánh rồi đấy. Con này phải ký rưỡi đấy. Chiều này về chen giòn, à, chiên giòn lại làm một ca bia nữa. Cá đập câu rồi. Kia thì các đôi bạn trẻ vẫn đang còn đi trên những chú thiên nga dạo chơi giữa mặt hồ. Câu bằng mồi dê mèn. Thank you.
Chào bác. Được con nào chưa bác?